Đây là ngày thứ hai mình ở Phú Quốc. Hôm nay mình sẽ đi tour đảo bằng cano và cáp treo Hòn Thơm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi ăn sáng. Đường phố ở Dương Đông sáng sớm trông khá là vắng vẻ. Sáng nay mình ăn món bánh canh chả cá. Các bạn nên thử nha, nó khá là ngon đấy. Mình đặt tour bên Kinzhang Travel do ít khách để ghép đoàn nên họ kết hợp với đối tác là Superbiz Trip. Ở thời điểm mình đi, giá tour đảo bằng cano và cáp treo Hòn Thơm dao động từ 900 đến 1 triệu 2 nha các bạn. Tour này sẽ xuất phát từ cảng An Thới ở phía nam đảo nha các bạn. Tùy vào điều kiện thời tiết và bên tổ chức mà các bạn sẽ được đi từ 3 đến 5 hòn đảo như Hòn Móng Tay, Hòn Mê Rút Trong, Hòn Mê Rút Ngoài, Hòn Cầm Kỳ và Hòn Thơm. Đây là những hòn đảo đẹp nhất tại phía nam Phú Quốc. Ngoài ra còn có các hòn khác như Hòn Sưởng và Hòn Vang, vân vân. Nơi đầu tiên mình tới là điểm lặn san hô và đi bộ dưới đáy biển tại phía nam Hòn Thơm nha các bạn. Được khám phá công viên san hô lớn nhất, vẫn thể được trải nghiệm nằm ngay phía sau lưng quý vị rồi. Với độ sâu là 5m so với mặt nước biển, đây là độ sâu an toàn dành cho khách hàng. Chúng ta sẽ được khám phá công viên san hô với sân chơi có dây gọn, lặn biển và mũ đi bộ. Khi ta trải nghiệm sân chơi, cái mũ đục độ đến ngang vai quý vị, nên từ phần vai lên đến phần đỉnh đầu chúng ta là sẽ khô nguyên. Áp suất không khí thì được truyền vào trong mũ trực tiếp luôn, nên ta đi bộ dưới lòng đại dương mà ta lại thở như bình thường. Không cần biết lặn, không cần biết bơi, chỉ cần là quý vị biết đi là ok rồi ạ. Con buông tay ra đây, buông tay ra đây. Rồi, cười tươi lên nha. Đi nào, đi nào. Rồi, buông tay nữa, đừng mỉm nữa. Xuống chậm thôi Tuấn. Mặc dù mình không lặn đi bộ dưới biển nhưng xin được đoạn video sau. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. We'll be right back.
Điểm tiếp theo mình tới là hòn Merut trong hay còn gọi là hòn Vông. Sau khi lên đảo thì mình di chuyển về phía nam của phần đảo, nơi đây có các bãi biển khá đẹp. Phía bên tay phải của các bạn đó là hòn Merut ngoài, còn bên trái hòn bé hơn đó chính là hòn Trang. Sau đó thì mình di chuyển qua hòn Xưởng để ăn trưa. Ở này là đặc sản của Togano, ở trên bờ nó sẽ không có luôn. Sau khi tới hòn Xưởng thì mình di chuyển về phía bên kia của hòn đảo để ăn trưa. Mình được ăn trưa trên cao trong một ngôi nhà gỗ ngay cạnh bãi biển rất đẹp. Đây là con tiên nữ mà anh hướng dẫn viên trên cano nói lúc nãy nè các bạn. Theo như lịch trình thì mình sẽ di chuyển ra hòn Móng Tay hoặc hòn Cầm Ghì để ngắm san hô nha các bạn. Vì biển động nên mình và cả đoàn không thể tới hòn Móng Tay và hòn Cầm Ghì. Sau đó mình và cả đoàn được đưa về hòn Xưởng để ngắm san hô. Có hai cái điểm có rạn san hô nhỏ nhưng mà chúng ta không có đến được ngày hôm nay anh chị ha. Tại vì sóng quá to anh chị. Sóng quá to thì nó cực kỳ nguy hiểm anh chị ha. Anh em tụi em thì không thể nào mà gánh được hết 30-40 thành viên đâu anh chị. Nên là đảm bảo an toàn cho mình thì chúng ta sẽ đổ ở tại khu vực gần ở đây anh chị. Để chúng ta xem san hô khu vực dưới này. San hô anh chị. San hô anh chị ha. Nó sẽ không giống như là san hô mà ở trên cái tivi mà buổi sáng chúng ta đến nha anh chị, nó không phải như thế đâu anh chị. San hô đây đâu. Dù san hô ở đây thì không được đẹp như các bạn hay thấy ở trên tivi nha.